Chào mừng các em đã trở lại với kênh YouTube Lê Minh Đức CSP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh giáo học miễn phí, luôn hướng tới các giá trị của phương pháp giáo học hiện đại nhằm hỗ trợ giúp đỡ các em học giỏi môn kỹ thuật lớp 6. Hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em ôn tập chủ đề thứ 6. Sau đó, chúng ta sẽ sang học chủ đề thứ 7. Cách học như sau: sau khi thầy giảng bài xong thì các em dừng màn hình để các em ghi chép. Tiết học hôm nay là chúng ta ôn tập chủ đề thứ 6, đó là chủ đề về tế bào. Chúng ta sẽ nghiên cứu chủ đề về tế bào. Người ta nghiên cứu tế bào ở 5 vấn đề lớn sau đây. Thứ nhất, đó là khái niệm về tế bào. Thứ hai là kích thước và hình dạng của tế bào. Thứ ba là cấu tạo của tế bào. Thứ tư là phân loại tế bào. Và thứ năm là sự lớn lên và sinh sản của tế bào. Bây giờ chúng ta đi vào các thành phần để nghiên cứu về tế bào như sau. Trước hết là về khái niệm. Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của mọi cơ thể sống. Từ tế bào, nó sẽ xây dựng nên một cơ thể sống. Kích thước và hình dạng của tế bào thì tế bào có nhiều hình dạng như hình đĩa, hình trụ, vân vân. Và kích thước cũng đa dạng từ nanomet cho đến milimet tùy thuộc vào loại tế bào. Về cấu tạo thì tế bào có 3 thành phần. Thứ nhất là màng tế bào, bảo vệ và kiểm soát các chất đi vào và đi ra khỏi tế bào. Thứ hai là chất tế bào, là nơi chứa các bào quan, là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào. Thứ ba là nhân tế bào hoặc vùng nhân. Vùng nhân là chưa có màng nhân, nó chứa vật chất di truyền điều khiển mọi hoạt động của tế bào. Ví dụ cái mùa cúm vừa rồi thì virus COVID-19 nó xâm nhập vào tế bào và nó biến mỗi tế bào thành một cái nhà máy sản xuất ra chính nó. Sau đó chúng sẽ đi lan tỏa khắp nơi, đặc biệt là chúng sẽ đi vào cả cái cơ quan nội tạng như thận, gan, tim mạch, vân vân. Mà đặc biệt là tập trung chủ yếu ở phổi thì chúng sẽ phá vỡ nhân của tế bào và tế bào để chúng sẽ gây cho con người mình khó thở hoặc là mệt mỏi. Bởi vậy khi chúng ta bị nhiễm COVID thì chúng ta phải báo cáo với cơ quan y tế để chúng ta có thuốc uống để phòng ngừa, để tiêu diệt chúng. Như vậy thì rõ ràng rằng các vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể chúng ta thì chúng đầu tiên là tìm mọi cách để xâm nhập vào tế bào, để phá hủy tế bào. Tuy nhiên tế bào của chúng ta cũng có thể chết để thay thế, chẳng hạn như tế bào da. Thường tế bào da sau một số ngày nào đó thì nó chết, được thay thế một cái tế bào da mới. Thì vấn đề này chúng ta sẽ học ở những cái lớp sau, chúng ta sẽ biết nhiều hơn. Bây giờ thầy sang ý tiếp theo là phân loại tế bào. Chúng ta phân loại tế bào, đó là tế bào nhân sơ. Tế bào nhân sơ là chưa có nhân hoàn chỉnh, tức là chưa có màng nhân. Tế bào thứ hai là tế bào nhân thực, có nhân hoàn chỉnh với màng nhân bao bọc chất nhân. Trong tế bào nhân thực thì chúng ta sẽ học hai loại tế bào: tế bào của thực vật và tế bào của động vật. Tế bào của thực vật có lục lạp thực hiện chức năng quang hợp, còn tế bào động vật thì không có lục lạp. Đây là hai cái điểm khác nhau khi chúng ta nói đến tế bào nhân thực. Ý thứ năm,
là sự lớn lên và sinh sản của tế bào. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào là cơ sở cho sự lớn lên và sinh sản của sinh vật, tức là làm cho sinh vật đó được bảo toàn nòi giống từ đời này sang đời khác. Như vậy thì qua phần này, các em cần nắm vững khái niệm kích thước hình dạng, cấu tạo, phân loại và sự lớn lên của tế bào. Đây là cái kiến thức cơ bản về tế bào để chúng ta học những bài sau này. Bây giờ thầy sẽ đi làm các bài tập để chúng ta ôn tập những vấn đề ở trên. Các em có thể dừng màn hình lại để các em ghi chép. Tiếp tục bài học. Bài tập thứ nhất. Cho 3 tế bào ký hiệu lần lượt là 1, 2, 3. Như các em thấy ở trong bảng này. Với thành phần cấu tạo như sau. Ở trong bảng này là có 3 cột. Đó là vật chất di chuyển. Cột thứ hai là màng nhân. Và cột thứ ba là lục lạc. Và người ta đã ghi các tế bào này có hay không có vật chất màng nhân lục lạc. Trong 3 tế bào này, câu hỏi thứ nhất là tế bào nào là tế bào nhân sơ, tế bào nào là tại tế bào nhân thực. Vì sao? Tế bào nhân sơ thì màng nhân không có, còn tế bào nhân thực thì luôn luôn có màng nhân bao bọc nhân. Bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi thứ nhất. Một, rõ ràng là tế bào nhân sơ vì màng nhân không có. Em nhìn vào dòng thứ nhất. Hai và ba là tế bào nhân thực vì có màng nhân. Như vậy, từ cái vị trí thành phần của tế bào có hay không có màng nhân, chúng ta sẽ phân biệt được tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ. Câu B là tế bào nào là tế bào động vật, tế bào nào là tế bào thực vật, tại sao? Rõ ràng câu 2 là tế bào động vật. Ở cái dòng thứ hai này, tế bào 2 này là tế bào động vật vì nó không có lục lạc. Còn 3 rõ ràng là tế bào thực vật vì nó có lục lạc. Như vậy, chúng ta đã trả lời xong các câu hỏi của bài thứ nhất. Như vậy, qua bài thứ nhất, các em cần phân biệt được là tế bào nào là tế bào nhân sơ, tế bào nào là tế bào nhân thực để chúng ta phân biệt. Đó là chúng ta dựa vào màng nhân. Điều thứ hai nữa là tế bào động vật và tế bào thực vật khác nhau ở chỗ. Đó là tế bào động vật thì không có lục lạc. Vấn đề tiếp theo đó là lục lạc. Lục lạc để cho chúng ta phân biệt tế bào thực vật và tế bào động vật. Tế bào động vật thì không có lục lạc, còn tế bào thực vật thì có lục lạc. Bây giờ tiếp tục, chúng ta sang sửa bài tập thứ hai. Nội dung của bài tập thứ hai như sau. Hình sau mô tả cấu tạo của 3 tế bào ABC. Tế bào A, tế bào B và tế bào C. Em hãy quan sát các thành phần cấu tạo của tế bào để hoàn thành các yêu cầu sau. Câu hỏi thứ nhất, đó là gọi tên các thành phần cấu tạo tương ứng từ số 1 đến số 5. Ở tế bào A là có từ số 1 đến số 3. Ở tế bào B và C là có số 1, số 2, số 4 và số 5. Như vậy là không có số 3. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu thứ nhất. Gọi tên thành phần cấu tạo tương ứng thì các em phải để ý cái chiều mũi tên cuối cùng chỉ để chúng ta trả lời cho chính xác. Thứ nhất, đó là mũi tên chỉ vào cái rìa ở phía ngoài này, chính là màng tế bào. Mũi tên thứ hai chỉ vào ở phía phần trống của tế bào, màu xanh này các em này. Thì đây chính là chất của tế bào.
sang số thứ ba là số ba. Số ba đối với tế bào A này gọi là vùng nhân, vì nhìn vào hình vẽ chúng ta không thấy màng nhân, thì rõ ràng đây là tế bào nhân sơ. Thứ tư, mũi tên chỉ vào nhân tế bào thì ta gọi đây là nhân của tế bào. Thứ năm, mũi tên chỉ vào hình có màu xanh chấm 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 kém, đây chính là lục lạp. Điều đó chứng tỏ tế bào C là tế bào thực vật, còn tế bào A là tế bào nhân sơ. Tế bào B này là tế bào nhân thực, đó là tế bào của động vật vì không có lục lạp. Bây giờ sang câu hỏi B. Đặt tên cho các tế bào ABC và cho biết tại sao em đặt tên như vậy. Thì vừa rồi thầy cũng đã nói với các em, A chính là tế bào nhân sơ vì có vùng nhân. B là tế bào động vật vì có nhân và không có lục lạp. C là tế bào thực vật vì có nhân mà có lục lạp. Như vậy chúng ta đã gọi tên xong. Bây giờ sang câu hỏi C. Các thành phần nào chỉ có trong tế bào C mà không có trong tế bào B? Nêu chức năng các thành phần này. Nhìn vào tế bào C và tế bào B thì các em thấy tế bào C có chứa lục lạp mà tế bào B không có. Lục lạp này có chức năng là nó quang hợp để tạo nên chất dinh dưỡng để nuôi cây. Thành phần có trong C và không có trong B là lục lạp. Như ánh sáng mặt trời, lục lạp tổng hợp protein để nuôi cây, tức là chất dinh dưỡng để nuôi cây. Câu thứ tư, nêu hai chức năng chính của tế bào. Tế bào có hai chức năng chính. Chức năng thứ nhất là bảo vệ tế bào. Chức năng thứ hai là kiểm soát các chất đi vào và đi ra khỏi tế bào. Như vậy thì qua cái bài tập số 2, các em đã hiểu được tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực, đó là tế bào động vật và tế bào thực vật. Để phân biệt hai loại tế bào nhân thực này thì chúng ta dựa vào cái chất lục lạp chỉ có ở tế bào thực vật, không có ở tế bào động vật. Chất lục lạp là chất nó nhờ ánh sáng mặt trời, thì lục lạp nó sẽ tổng hợp thành protein, các chất dinh dưỡng khác để nuôi cây. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang sửa bài tập cuối cùng của bài học hôm nay. Bài số 3, em hãy hoàn thành bảng sau vào vở. Trước hết, các em phải vẽ tế bào động vật và thực vật để chúng ta mới hoàn thiện được cái bảng này. Ở trên hình vẽ thì về nhà các em tập vẽ cái tế bào. Ở bên tay phải của thầy là tế bào nhân thực, đây là tế bào thực vật vì nó có lục lạp được mô tả như trên hình vẽ bên phải. Hình vẽ ở phía dưới là tế bào động vật. Các em thấy nhân thì có màng nhân. Ở bên tế bào thực vật cũng có nhân và cũng có màng nhân.
nhân tế bào thì nằm giữa, xung quanh là có màng nhân bao bọc. Trong nhân nó chứa các vật chất di truyền để nó truyền từ đời này sang đời khác để bảo vệ cho các cái loài luôn luôn tồn tại và không thay đổi hoặc là ít thay đổi về hình dạng và kích thước. Ví dụ như cây cà chua, thì nếu chúng ta lấy giống cây cà chua chúng ta trồng bình thường thì nó ra ở vụ sau cũng là một cây cà chua như thế. Còn muốn tăng năng suất thì người ta phải lai tạo từ giống này sang giống kia để có những cái quả cà chua vừa to vừa ngon và vừa chống được bệnh tật và phù hợp với đất đai thổ nhưỡng ở những cái địa phương mà có đất dư có thể trồng được. Bây giờ trở lại bài học, chúng ta thấy ở cột thứ nhất là cấu trúc. Cấu trúc gồm có màng tế bào, chất tế bào, nhân tế bào và lục lạc, tức là các thành phần chính tạo nên tế bào. Cột thứ hai là nói đến tế bào động vật, cột thứ ba là tế bào thực vật, và cột cuối cùng là nói đến chức năng của màng tế bào, chất tế bào, nhân tế bào và lục lạc. Bây giờ chúng ta tiến hành đi ghi theo yêu cầu của bài toán. Thứ nhất là màng tế bào, đối với tế bào động vật là có màng tế bào bọc nhân tế bào. Chất tế bào đối với tế bào động vật là có, là nơi diễn ra sự sống của tế bào. Nhân tế bào động vật có nhân, nhân được bao bọc bởi màng tế bào. Và dĩ nhiên ở tế bào động vật không có lục lạc. Tế bào thực vật thì màng tế bào có, chất tế bào cũng có, nhân tế bào cũng có và lục lạc cũng có. Chúng ta tiếp tục trả lời tiếp theo. Ở tế bào thực vật, màng tế bào có, chất tế bào có, nhân tế bào có và lục lạc có. Như vậy chỉ nhìn vào cái dòng cuối cùng này là chúng ta đã đủ hiểu để phân biệt tế bào động vật và tế bào thực vật ở chỗ có và không có lục lạc. Bây giờ chúng ta điền các cái chức năng mà chúng ta đã học. Màng tế bào dùng để làm gì? Để bảo vệ và kiểm soát các chất đi vào và đi ra khỏi tế bào. Chất tế bào là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào. Nhân tế bào là nơi điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. Đặc biệt ở trong nhân thì nó có chứa cái vật chất di truyền được cấu tạo nên bởi ADN là các chuỗi mà trong quá trình tế bào sinh sản thì nó được nhân đôi để bảo đảm các tế bào sau khi nhân đôi có chức năng và nhiệm vụ như nhau. Ở lục lạc thì thực hiện chức năng quang hợp dưới ánh nắng mặt trời và khoáng chất nước cộng với khí carbonic thì lục lạc sẽ tổng hợp nên các chất dinh dưỡng để nuôi cây. Như vậy thì qua 3 bài tập và ôn tập chính, thầy để giúp các em hiểu hơn về cấu trúc của tế bào, gồm có tế bào động vật và tế bào thực vật và chức năng các cái thành phần cấu tạo nên nó. Như vậy thì bài học hôm nay đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các cái bài giảng mới nhất của thầy. Cuối cùng, thầy chúc các em học giỏi, vui vẻ và luôn luôn nghe lời thầy cô giáo, bố mẹ. Chào tạm biệt các em.